Hello tất cả anh em nha, và chào mừng anh em đã quay trở lại channel của mình. Mình là Biusigi đây, và chào mừng anh em đã quay trở lại với cái series mà Biusigi cho đối trường chân lý nào. Thì tiếp tục đến với những cái giáo án mà mình muốn giới thiệu cho tất cả anh em để giúp anh em leo răng nhanh hơn nha. Thì nói chung là ngày hôm nay mình vẫn chưa biết build cái đội hình gì cả, nhưng mà nếu được thì mình sẽ cố gắng mình hướng dẫn tới cho anh em một cái đội hình mình đang rất là muốn build luôn. Và cũng như là chắc chắn là sẽ rất là mạnh và giúp cho anh em nếu mà build được thì leo răng cực nhanh luôn nha anh em ơi. Cái đội hình mình tính build thì nó có thể chuyển giao đội hình cực kỳ nhanh luôn, cực kỳ cơ động. Cũng như là từ 4 ác quỷ và 4 băng tộc thì nó sẽ chuyển nó thành 6 ác quỷ và 4 băng tộc, hoặc là 6 ác quỷ và 2 băng tộc, hoặc là 6 băng tộc 2 ác quỷ. Nói chung là nó chuyển rất là cơ động và rất là thanh thoát luôn với cái đội hình này anh em. Và cái đội hình này nó có một cái mạnh nữa anh em, đó chính là trong cái đội hình này nó có nguyên tố nữa, cái búp nguyên tố anh em ơi. Và cái búp ác quỷ này ở trong mấy ngày gần đây thật sự đang rất là hot, và mình cảm thấy là hầu như trận nào là ít nhất cũng phải là 3 đến 4 người chơi. Nên nếu như anh em build sớm được cái đội hình này thì anh em sẽ có cái cơ hội thắng là nằm trong top 4 rất là cao luôn. Rất là cao luôn anh em ơi. Thì lúc đầu mình đã có con Varus nè, có cái Nen nữa nè, có rồng nè. Không biết nó mua rồng ta. Ok, và nếu như anh em thấy video kể ta hãy đừng quên để lại cho mình một like ủng hộ mình nha. Và nó được anh em vào bấm đăng ký anh em, và bấm nút chuông ở bên cạnh nút đăng ký để nhận thông báo mới nhất và những video mình đăng trên kênh hàng ngày nha. Mình sẽ cố gắng giới thiệu cho anh em những cái combo nào, và những cái tộc nào, và những cái team nào đang mạnh với nhau quá anh em ơi, để giúp cho anh em leo răng nhanh nhất có thể. Đấy. Ây da, mày chơi sát thủ à, nhưng mà chưa, chỉ có mới có 2 sát thủ thôi và 2 xà thủ. Ây da, bắt con virus của mình rồi. Nhưng mà mình nghĩ mình chơi được á, mình nghĩ mình chơi được. Ok. Ok, quýnh nó đi. Đi trốn ba đứa, ui có 2 đứa rồi, Grand vẫn đánh được. Oh my god. Lucian. 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 Come on baby. Come on baby. Ok. Ok. Lucian kìa. Mình đã nói ở rất là nhiều video rồi anh em ơi, là cái búp quý xà tộc này ở lúc đầu game là cực 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 mạnh luôn nha. Ý có ai chót luôn được. Ây da, đúng ý mình build luôn anh em ơi. Ngon 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 ngon. Hai chót lúc đầu game thật sự là một nỗi ác mộng đó. Mình mà nâng sớm được ai chót này lên level 2 thôi thì thôi, chứ anh em ơi, mình có một cái ván khởi đầu rất là thuận lợi luôn, và có thể là snowball cực kỳ ghê luôn. Nếu mà mình nâng cấp liên tục và cũng như là giữ cái lợi thế này thì mình sẽ có một cái chuỗi thắng liên hoàn nếu như nâng được ai chót lên level 2 nha. Và mình đã có há quỷ rồi nè, nhưng mà từ từ bỏ vào thôi, tại vì cái búp quý tộc thì phải nói là lúc đầu rất là mạnh luôn. Búp mạnh nhất ở lúc đầu game á mà anh em có thể chơi, để kiểu như là đến khi nào mà anh em đến cái cấp mà anh em cần để anh em roll để lấy tướng, anh em chơi cái team của anh em á, thì những cái búp mạnh nhất lúc đầu game đó chính là cái búp quý tộc là 1 nè, sát thủ là 2 nè, hoang dã là 3 nè. Đây là 3 cái búp mà mình thấy rất là mạnh luôn em ơi. Còn búp ác quỷ á, thực sự lúc đầu nó không có hiệu quả cho mấy á, mà nếu mà được thì cũng có thể chơi để cầm cự nha. Đến cái lúc mà anh em có thể đến cái cấp mình muốn và anh em roll lên tướng mà mình cần rồi, ở cái level đó thì sẽ có tỷ lệ ra tướng nó là bao nhiêu phần trăm á anh em. Mình đang vẫn còn 100 máu nên mình sẽ chọn cuối cùng thôi. Không biết chọn cái gì đây, mình không có quyền lựa chọn anh em ơi. Nhưng mà nếu được, nếu được thì mình sẽ lấy cái nước mắt. Mình hình như mình nhớ là mình đang có cái cung gỗ. Coi thử coi. Ok, mình đã có cung gỗ này em ơi, giờ mình sẽ lấy cái nước mắt nha. Mình sẽ lấy cái nước mắt để mình ép lên cái giao điện cho... Còn ấy, còn... ấy. Ok, ok. Thì cái mình team mình định chơi đây em, đó là cái team ác quỷ. Và cái team ác quỷ này cần nhất là gì? Đó chính là tốc độ đánh. Ây da, có cả Bobby nữa nè. Ui, nâng cấp thôi. Mình muốn giữ cái chủ thắng anh em ơi, mình muốn giữ cái chủ thắng này. Cái Bobby nữa nè. Có thể chuyển giao được cái đội hình này nha. Ok. Mình sẽ ép cái gì ta, giao điện cho con Varus luôn. Tại vì mình đang muốn chơi đó chính là tên ác quỷ á, nên cần thiết như là tốc đánh để nó đánh trừ mana đối phương, không cho đối phương xài skill luôn. Đây là một cái tộc mà nói là rất ức chế cho đối phương luôn. Tên bạn thì đã có búp quý tộc rồi, nhưng mà anh em thấy không, không được xài mana.
không được stamina. Đúng rồi, bắn đi, và rớt gánh tem, và rớt gánh tem. Cái nỏ xét này nếu mà được lúc đầu game á, anh em mới ép ngay luôn cho mình. Cái món đồ đã ép ra cái nỏ xét này đó chính là một cái gậy quái khổ, một cái gậy quái khổ và một cái giáp lụa anh em ơi, là giáp lưới hay lộp lộp, cái đồ kháng phép á, quên tên nó rồi, nhưng mà cần có một gậy quái khổ và một cái đồ kháng phép đó. Tại vì cái gậy quái khổ này nó có cái nội tại đó chính là khi mà đối phương xài skill á thì chúng sẽ nhận 200 sát thương, mà ở level đầu á máu của chúng nó chỉ từ 4 đến 500 máu thôi anh em ơi. Những con level 1 qua level 2 thì tăng được tầm lên 600-700 máu, nhưng mà mỗi khi xài skill thì chúng sẽ chịu 200 sát thương, nên đây là một cái lợi thế rất là lớn nếu như anh em ép được cái nỏ xét này sớm. Tại vì cái nỏ xét này ở lúc đầu game là snowball rất là căng luôn, giúp cho anh em những cái tụi chủ thắng phải nói là liên tục quá. Tại vì lúc đầu game mấy con này nó máu giấy lắm, nó xài skill một phát thôi là kiểu như là mất hết máu nó rồi. Mấy đứa Gravet này thì đã chết phế nha anh em ơi. Bắn đi. Ok, đẹp. Lucian gánh tem, nice. Lucian gánh tem em ơi. Liên một solo level 2 nè. Bắn, nice. 5 trận thắng liên tục rồi. Ok, mình sẽ cố gắng mình giữ cái trận thắng này. Tại vì nó giúp cho mình được rất là nhiều tiền lãi sau mỗi trận anh em ơi. Nên Snowball cực kỳ ghê luôn. Có chiếc Tina nè, có cái Darius, Darius không cần, chiếc Tina nè. Nếu mà mua chiếc Tina thì mình sẽ có 3 người lùn. Mình thật sự là không thể quyết định được là mình sẽ build cái tên gì, tại vì nó ra con gì thì mình phải kiểu như là theo cái tướng mình nó ra anh em ơi. Phải linh hoạt, phải kiểu như là chuyển tên liên tục. Nếu như anh em đã có một cái tên khởi đầu rất là thuận lợi rồi thì anh em chỉ cần build thêm và như là nâng cấp thêm cái team nó lên thôi. Cái này chơi xạ thủ và người lùng mà em hơi dị. Người đá này rất là đồ ngon đây, rất ra đa lưng khổng lồ hoặc là cái gì cũng được. Cái giáp lưới cũng được anh em ơi, nếu mà giáp lưới ghép với cái gậy quốc khổ này sẽ ra được cái dây chuyền Isolari. Cái món này cũng là cái món mà nếu mà có được lúc đầu game mình khuyên anh em cũng nên ghép luôn, tại vì cái món này là phù hợp với tất cả các team nha, và nó tăng cho anh em 200 giáp ảo ở lúc đầu game lận. Nên nếu mà có thì anh em hãy ghép để anh em snowball, tại vì cái món này lúc đầu game giáp cực kỳ nhiều, nên nếu mà có thì quá là ok luôn. Cái nâng cấp bỏ vô luôn ta. Ok, mình đang muốn snowball cực mạnh nha anh em ơi, nên có cái gì ngon thì mình cứ bỏ vô thôi. Ok, đây là bỏ và rớt nha. Bobby ngon. Bobby 2 rồi, được, có bút hiệp sĩ luôn, quá là ngon luôn. Ok, mình để đây, nếu mà cái team này chơi Blitz đó, thì mình sẽ không bị kéo mất con Varus của mình. Tại vì Varus đây là đam chính anh em, nhưng mà chỉ mới lên mà 1 thôi, khá là Sida. Ây da, sát thủ kìa, một con rồi không sợ anh em ơi. Mày chón đẹp từ vị trí bi kia rồi. Ok, ơi Nói sợ. Ai chót bủ một phát thôi là tên bạn ngất xỉu luôn, tính tiền. Học vàng nè, lấy đôi bạn ơi, cho mình xin ké. Ui con cá. Tội nghiệp bạn, ai chơi hắc tiền rồi mà còn gặp cái cảnh này, rất ức chế luôn nên mình rất ít khi chơi hệ hải tặc, tại vì mình không muốn tính hên xui. Cái hệ đó thì lúc đầu cực kỳ yếu luôn nha anh em, nên nếu như anh em muốn bán máu. Ôi, ai chót hai vào rất thai luôn được. Ok, cái tem này là cái tem lúc đầu game là mắc binh đó anh em ơi, cực kỳ mạnh luôn rồi đó. Mình chỉ cần nâng Garen và Lucian lên được 2 sao thôi là ngon, còn không thì cứ để nó 1 sao thôi, tại vì hai con này chắc chắn tí nữa mình sẽ bán luôn anh em ơi. Tí nữa mình sẽ bán hai cái con Sida học gà này luôn. Cái con mình đang cần để build cái team mình đang muốn nói tới đó chính là cần là con Ash nè, Siyuni nè, hay là những con nào băng tộc và ác quỷ á, anh em cứ mua hết cho mình, và những con nào nguyên tố nữa hãy mua hết, tại vì cần thiết nha anh em, để build cái team này rất cực kỳ mạnh luôn. Cái team này mình hay thường gọi vui á là team close up anh em, tại vì có lửa có băng mà, lửa băng anh em có thể chuyển giao và nó là cực kỳ linh hoạt luôn. Ai chốt hai thì phải nói là ác mộng cho team bạn luôn. Cái con này mình nói thật sự là đang là lỗi nhất ở trong đấu trường nhân lý này. Nếu như anh em có thể nâng lên Aichok 2 thì anh em đừng ngần ngại mà dành một slot bỏ nó vào và búp đồ cho nó nha. Nếu mà chơi cái tem pháp sư như vậy thôi chứ mày ác mộng luôn.
Cái con Chrome này thì không thể mua được, mà nó là băng tộc mua nào cũng được, nhưng mà con Chrome này thì mua nó hơi bị sida tí anh em ơi, không cần thiết. Cái team này mình cần là Bran và những con nào mà có thể kích cái bức nguyên tố như là NDVA hay là Kennen hay là Lissandra đấy, và con Bran nữa. Nhưng mình đã nói là có thể chuyển giao băng quốc và ác quỷ á, đấy đây là dựa vào cái những con nguyên tố nào mà anh em đang sử dụng để anh em có thể chuyển cái qua cái băng quốc hay là ác quỷ nhiều hơn nha. Ông này đã có búp kiếm khách rồi, nhưng mà mình nói rồi, cái tay mình đang cực kỳ mạnh luôn, đang snowball ác lắm. Ok, 8 trận thắng liên tục rồi, mình chỉ cần giữ cái trận thắng này đến tầm 15 hoặc là 17 hoặc là 20 trận thôi anh em ơi, thì mình nghĩ là cái trận đấu này nó kết thúc rồi đó. Vì lúc đó mình mắc dầu, vừa giàu vừa mạnh nữa, ai chơi đây. Này virus bắn căng đó nhờ, bắn hơi căng nha, hơi căng nha. Mình lại tiếp tục là còn 100 máu đây em ơi, nên không để chọn trước được. Coi thử mình có cái gì đã, mình đang có cái gậy quá khổ và một cái dép lưới. Khổ và một cái dép lưới. À, cái gì đây ta? Worker gặp Biusagi kìa. Chơi từ đầu game đến giờ mà bạn mới biết luôn. Phải thiệt. Hello anh hai. Ok, mình chào lại cho thân thiện tí anh em ơi, chứ thôi là bạn nói mình cũng như là khinh bạn á, mình không có muốn vậy anh em ơi. Tại vì mình đang quay nên mình cũng không muốn chat quá nhiều. Ok, giờ mình là sẽ có một cái gì ta? Quỷ thư Morello. Có Lissandra, có cả Siwan. Ok, Siwan này cực kỳ ngon nha. Siwan này là lúc về sau là bỏ vào là gánh tên cực mạnh đó. Ok, bán thôi. Nghĩa là đến lúc chuyển cái đồ hình này rồi. Ok, bỏ vào bút đồ thôi. Ui, team bạn Varus AB kìa, nhưng mà chỉ mới level 1 thôi anh em ơi, không có quá nhiều điều phải nói là bất ngờ, chỉ mới level 1 thôi. Không sao. Ui, level bắn một phát bay cái tay mình vậy. Oh shit. Come on. Vinny. Này mình đã bút đúng cái con này còn quýt sợ tộc nữa thì thôi cho hò mẹ rồi. Tụi này hò rồi em ơi, hoặc là mình thua rồi, mất chủ thắng của tôi rồi. À, Sipa đậu mê cay thật. Thu về một cái lý do đậu đi, mình nói là thèm vải đái luôn. Bây giờ cái này mua Lulu không ta, mình nghĩ là nên bán Lulu à. Vì Lulu giờ không có bỏ lại được, mình không có định chơi người lùng. Nhưng mà nếu mà để Lulu đó thì mình bỏ vào một con thì mình sẽ kích được cái búp người lùng này. Mà mình là không có muốn chơi người lùng anh em ơi, chơi người lùng nhiều quá rồi. Bữa giờ chơi người lùng nhiều quá rồi. Rồi cứ mua để ở đây vậy. Cái gì tới chuyển xong. Có ra clip không anh để em lên xem chớ à. Nếu mà trận này anh tới 1. 1, 2. À ok, 3 quý tộc và chỉ có một kiếm khách thôi. Không quá là mạnh đâu. Rồi này túng 10 ngón à. Xin nhẹ cái ngón tay luôn. Ok, xin nha. Con virus của mình là vừa giao điện và vừa có cái nỏ sét luôn, nên tên bạn xài skill á, tên bạn cũng bị giật điện. Mình đánh thường, tên bạn cũng bị giật điện. Mình bắn quy, tên bạn chết. À, sao easy. Có Viga này. Ây da, Elite nữa. Con Ash nè, mình có nên mua con Ash nè anh ta, tại vì mình muốn mua để mình chuyển cái con Vene này. Vene này giờ nó không có búp gì, mình có búp công thủ á, nên mình sẽ chuyển nếu mà được. Nhưng mà mình nghĩ là Vayne 2 thì nó vẫn mạnh hơn con Ash 1 quá hả? Vì Vayne giờ chỉ có búp cung thủ anh em ơi. Không có búp gì cả, mình bỏ búp quý tộc rồi. Ok, giờ mình cần nâng nhất là Kennen level 2. Nó ra Viga nữa nè, ra 4 người lùng rồi. Trước tiên này lúc đầu mình bán nữa là 5 người lùng rồi. Rồi nay thì rất là kiếm, rất dễ kiếm.
Rồi me rồi xong rồi kiểu nó nước mắt và cả cái này gì là ui cái thêm cái dao điện à, nhưng mà mình không muốn ghép. Ok từ lấy con ác vậy, cần kiếm thêm con ác cứ từ từ nha em ơi. Ác thì level này nó ra ít lắm, phải lên level 7, level 8 mà mình roll nó mới tỷ lệ ra nó cực cao luôn, nên nó cứ từ từ thôi, không cần phải vội. Dù sao thì mình cũng đã mất cái chủ thắng rồi, nên thật sự là giờ thay đổi đội hình cũng không có giúp ích gì được đâu. Cái đội hình mình giờ đang mạnh lắm rồi. Ai chót lên được 2 sao sớm là thật sự là em bạn nát rồi đó. Ui, gặp bản sao nữa. Chán thế, gặp bản sao yếu xìu à. Ông này nãy mình thua nè. Đánh bản sao thôi mà cũng thấy mệt quá nhờ. Mày cũng hơi mạnh đó, đánh bản sao thôi mình còn hai đứa à, hơi mạnh đó nha. Ui ông này bờ ra lên hai rồi, hèn chi ma ông này bờ ra ông lên hai sao rồi, hèn chi mình tìm của bờ ra đến giờ không ra luôn anh em. Oh my god, hèn chi kiếm cái bút nguyên tố này giờ khó mới đình luôn. Ông có bờ ra hai sao rồi, ông này rất AP lên hai sao luôn. Ông này đấu sĩ hơi nhiều nha, thấy đấu sĩ là hơi nhiều. Ông này ác quỷ, ông này người lùn và cả pháp sư nữa. Ok, xạ thủ đấu sĩ ác quỷ pháp sư là những cái team mà anh em trong trận của mình đang chơi, nhưng mà đấu sĩ là nhiều nhất nha. Đấu sĩ mình thấy tận 3 người. Mẹ kéo company của mình rồi, cho con company luôn, biếu con company luôn đó, không cần. Ui lắp đồ luôn kìa, đánh mình lắp đồ luôn kìa. Vụt tan này, chơi bẩn thế nhờ. Ây, em nói, đánh mình lắp đồ là sao. Ok, được luôn, la cho bạn cái nhẹ nè. Có Varus nè. Varus 2 sao, giờ ra cũng hơi nhiều đó ha. Ok, giờ mình đang mạnh nha anh em ơi, mình cứ tích tiền thôi. Giờ bán máu để tích tiền thôi, chứ giờ không nhất thiết là phải cần roll nha. Anh em roll á, để một là anh em giữ cái chủ thắng cho mình, hoặc là anh em nâng cấp để anh em nâng cấp sức mạnh của team mình lên và giữ cái chủ thắng, hoặc là anh em đang thấp máu và không muốn bị out sớm á thì anh em roll liên tục để anh em lấy tướng để cũng như là trụ lại và nâng cấp thêm slot để bỏ vào tăng thêm sức mạnh thôi. Chứ giờ team mình thực sự là còn quá là nhiều máu đi và cũng khá là mạnh nữa, nên cũng không có cần nâng cấp cho lắm. Và đó rồi, come on baby. Ok, bạn này có Draven lực quá. Draven bạn này lực quá nhờ. Draven 2 rồi. Có cái 2 cái món chính luôn rồi anh em ơi. Giờ mà bạn kiếm thêm được một cái thiết kiếm thì thôi chứ. Ui, bạn váy vật luôn à. Bạn vừa có đại bác vô cực thiết kiếm rồi thôi chứ anh em. Đầu đi mày đồ sách giáo kho cho Draven luôn rồi. Răng gì vậy, kim cương nha em. Mấy người này nói chung mình cũng toàn kim cương thôi á. Ác quỷ hơi nhiều, ác quỷ đấu sĩ mắc nhiều. Lấy gì ta? Ok, mình biết cái thứ mình lấy rồi. Ok, kiếm bị ép đi. Mình sẽ cho con Varus này thêm một cái cuồng đao, lồng thêm một cái ngọn giáo sư dinh nữa để cho nó gồng quy. Biết xin là ra à, có nên nâng không ta? Ok, ngọn giáo sư dinh cho Varus và lấy xin là ra lên 2 sao luôn. Bỏ vào luôn. Giờ mình sẽ cố gắng mình kiếm con Ash nè, Bobby nè. Ron thôi, giờ Ron để lấy tướng thôi. Asta. Ông này nuôi gấu rồi. Ông này chơi nuôi gấu rồi nè. Ok, và rớt một gồng một mạng nha. Siwan biến hình em ơi. Ok, gì đủ rồi, Siwan câu giờ gì đủ rồi.
Một gọc nè, xin nha Cookie ơi. Cho mình xin nha. Cái Bobby nữa nè, ui Lulu nè, thế nên mình nghĩ Lulu là không có chơi được rồi, mình nghĩ là nên bán đi. Bán đi. Ok, ok luôn. Giga Ash nè, ok. Bỏ Ash vào luôn. Kích được bút cung thủ và cả quý lồng và cả băng tộc nữa, ngon rồi. Giờ nếu mà cơ duyên mình cao á, là mình roll mình kiếm thêm một cái con NVA nữa, mình bỏ vào là kích được cái bút nguyên tố và cả băng tộc luôn, và nâng thêm một slot nữa, bỏ vào là 4 băng tộc đấy. Nhưng mà nếu anh em kiếm được, ui Garen 2 giáp máu my, oh my god, nhìn hơi nản nha. Nhưng mà cũng chỉ là tới vậy thôi, một pha gần Weaverus chết luôn. Ui Weaverus thì bạn mạnh đó nhờ. Ui what the fuck, oh my god, rất tên bạn hơi mạnh nha. Kinh nên hả, có Bobby luôn nè, ok luôn. Bobby hai con rồi. Bobby không liên quan đến team mình nên sao nó ra nhiều vậy, cống hiến gì ta. Bobby thật sự là bỏ vào team mình là nó không kích được cái búp gì cả nem ơi, không được một búp gì luôn. Nhưng mà thanh niên này cống hiến quá nè mời ra liên tục luôn. Là mình phải mua, chứ không mua thì tiếc. Anh em thấy mình mua hồi lên hai con 2 sao luôn không? Còn con cần Kennen thì lại không ra. Đậu mí nó, con Brown này 2 sao rồi. Mình chỉ không kiếm được một con Brown nữa. Nếu mà mình kiếm được con Brown đó là mình sẽ có là 4 ác quỷ. Và nếu mà nâng thêm một slot thì 5 ác quỷ. Và cũng như là kiểu gì, nếu mà cố gắng hết sức thì mình cũng sẽ có là 6 ác quỷ thôi. Nhưng mà nếu nó ra con Enivea thì mình sẽ có 3 băng tộc và mình nâng lên là 4 băng tộc. Nên mình lúc đầu nghe mình đã nói là cái team này là rất là linh hoạt luôn em, rất là cơ động, kiểu như là có thể chuyển cái đội hình ác quỷ và băng tộc sang sẻ cho nhau. Nếu như con nguyên tố của anh em là Enivea hoặc là con Baran Baran 2 sao, ok. Binh cái gì, binh cái gì, đội hình tôi yếu xìu à. Ui cái nen ngon. Bobby mình không có búp gì mà nó cống hiến hoài kìa anh em. Hai con một sao nó là lên 3 sao mẹ Bobby rồi. Binh cái gì, binh cái gì hả? Đội hình tôi yếu mà binh cái gì. Uầy, ông kêu mày Blitz 3 sao rồi. Hôm nay thì kiếm khách và cả pháp sư, búp đồ, ai chót 3 đồ luôn được. Thôi mà baby, con sẽ one AFK rồi. Sẽ one AFK rồi em ơi, chấp sẽ one luôn. Chấp bạn sẽ one luôn, cho bạn out game luôn nha, tính tiền bạn luôn. Hòn tuy, ok. Giờ mình cứ chờ một ít slot thôi, hay là roll tiếp nhờ. Vì cái roll là một cái thứ mà mình không thể tưởng lại được anh em ơi, rất là mày phê đó, rất là phê luôn đó anh em. Mà nhiều khi cũng như là đánh số đề vậy, càng đánh thì càng thua thôi. Nên thôi mình sẽ cố gắng mình để dành tiền nha anh em, cố gắng thôi, cố gắng hết sức không bấm cái nút roll nữa. Mình đang có một cái nước mắt à, như là sẽ ghép được cái gì đây. Tiên băng là ngon và cả à. Ôi gặp bạn sao à, ông này nuôi gấu. Ui hai cái lá cờ luôn, búp hình như là mấy chục phần trăm tốc đánh luôn rồi đó. Gấu cào hơi ác, may mà chỉ gặp bản sao thôi, chỉ gặp bản chính thì cũng hơi mệt. Ok, ôi sực cây con dê luôn, thấy chưa, gấu nó cào kìa. Hỏng người, gấu nó cào hỏng người luôn. Cái ai chót nè. Ok, chỉ là mình nên nâng cấp thôi. Nâng cấp, khi mà mình nâng thêm được một cấp nữa thì mình sẽ cố gắng mình roll nha anh em ơi, để kiếm thêm một cái con nguyên tố nữa. Tại vì đang thiếu một bút nguyên tố. Để hai con Kennen và Lissandra vào cảm thấy nó khá là vô duyên á. Hơi bị vô duyên luôn. Blitz 3 sao nè. Blitz đứng đây thì nó sẽ kéo con Swan của mình. Nên mình để Swan AFK luôn. Để khi mà gặp team bạn, khi mà gặp team có Blitz đó, mình sẽ hy sinh con Swan luôn. Tại vì chỉ mới 1 sao thôi. Ok, gặp team này cũng có Blitz nè. Cái ninja, ok, cái ninja đẹp, cái ninja đẹp.
bắn ass rồi. À, ok ok, bắn nó, một bắn. Ok luôn. Đóng băng mọi người. Come on. Listen đấy ạ. Đánh thử đóng băng, đúng rồi. Ui. Con Draven của bạn lực quá. Bắn như hắc luôn. Ui, NVE nè. Ok, NVE nè. Có NVE nè anh em ơi. Có cái iChock luôn nè. Quá là nhiều đồ. Cái gì mình cũng muốn lấy cả. Mình đang nhiều máu anh em. Nên mình đang muốn lấy cái chảo vàng. Nhưng mà con NVE mình đang thật sự còn anh em ơi. Ok. Cái chảo vàng thì mình cũng muốn lấy lắm á. Tại vì mình đang còn nhiều máu á. Nhưng mà NVE mình còn hơn. Ok, giờ mình sẽ nâng cấp thêm một slot rồi mình bỏ NVE vào nha. Được cái bút nghiêm tố. Là ok. Bắt cả Baran. Ui. Nãy giờ tìm Baran không ra. Mà khi mà mình vừa mới ấy được con NVE là nó lại ra Baran. Như hát đó nhờ. Hay là mình nên mua Baran mình bỏ vào kích cái bút ác quỷ đi nhờ. Ok. Mua ác quỷ. Tại vì nếu mà bỏ NVE vào thì không kích được cái bút nào thêm cả. Nếu mà bỏ này vào thì kích được cái bút và lay thì mình nghĩ là mình sẽ bán con Lysandra để thay vào đó là con Enivea nha. Tại vì Enivea là con mạnh hơn rất là nhiều so với Lysandra đó. Bắn đi em ơi. Ok, có rớt một phát thôi, ba đứa hết luôn. Đi bòi. Ui. Hay luôn. Đóng băng đòi ra mình lại là ngon ăn liền. Giỡn à. Mình giỡn thôi à. Có Suyuni nè. Nên mua ta. Ok, mình thay luôn đi. Ok. Tại vì cái con Enivea này nó có một cái chiêu cuối rất là lợi luôn. Em rất là lợi luôn. Là một cái khoản. Cái nó là cực kỳ bự luôn á. Và nếu mà trúng con đó, trúng cái chiêu cuối con Enivea là The Raven team bạn là khỏi chơi luôn. Cái Yasuo nè, mình mua ta. Gặp bạn ở Cookie rồi, mình chơi đấu sĩ và búp full cho gấu rồi anh em ơi. Mà mới chỉ là có hai đấu sĩ thôi nên không thật sự trâu vậy lắm. Nhưng mà có hai cung thủ khá là mình nghĩ là không có liên quan tới nhau. Cái này bị chó rồi nhưng mà Varus vẫn được quẩy anh em ơi. Gấu cào hơi ác. Ok, anh em thấy cái lợi của anti của NVA chưa? Nhưng mà mình mà Kaylee 2 à, what the fuck? Kaylee 2, alo? Kaylee 2 nó búp một phát là hai đứa nha anh em. Hai đứa bất tử. Có Baran nè, ngon. Uầy, ông này là Kaylee 2 rồi. Nhìn nản ghê. Ok, vậy là bốn ác quỷ nha. Mình sẽ chơi bốn ác quỷ. Bubby mình không có búp gì cả. Nhưng mà nó đã cống hiến tới vậy rồi. Nên chỉ cần hai con Bubby nữa thôi là lên được 3 sao. Nếu mà giờ bỏ thì cũng hơi uổng. Tại vì nếu mà giờ bỏ thì mình sẽ kích được vừa 4 ác quỷ nha. Vừa 4 băng tộc luôn. Tại vì mình nâng được thêm một slot nữa. Mình sẽ kích được 4 ác quỷ và 4 băng tộc luôn. Mà nếu bán Bubby ngay bây giờ thì thật sự là không có tăng anh em ơi. Team mình đang rất là thiếu tăng. Cứ để nó tăng rồi. Ok, và nó cũng gần lên 3 sao rồi. Cho nó cái giúp máu ấy. Hay là cho con iChock ta. Ok, Ash nè. Ash cũng công hiến lắm. Ui, gần lên 3 sao luôn nè. Ui, anh em thấy chưa Bubby nè. Thấy chưa. Một con đó nào. Varus nè. Ui, ra liên tục như này mình nghĩ là mình sẽ bán con iChock nha. iChock hay sao đây. Ok. Ready, Bubby, Varus. Bubby, Varus. Ok luôn. Đâu rồi. Kene nè. Kene thì xì đá. Giờ mua không lên năng lượng 3 sao rồi. Ui bằng đá Blitz răng là mình sẽ kéo con ấy của mình rồi. À người đá. Sẽ cho. Ok. Ai chót đi. Nó tăng châu tí cho nó được quy anh em ơi. Cần ai chót được quy thôi. Nhưng mà nó quy ngu quá. Lucian lả lướt nè. Nó băng liền. Đóng băng liền. Bắn bạn tới chết liền. Khỏi lướt luôn. Bạn mà hết đóng băng á là bạn bị bắn chưa mana. Còn bạn mà không bị bắn chưa mana thì bạn bị đóng băng. Nên cái tộc này mình đang muốn giới thiệu anh em rất là mạnh luôn nha. Ok, và rớt 3 sao nha, được luôn. Ash này một con nó 3 sao anh em ơi. Ui, cái Suyuni nữa nè.
Ây, sao có sự quan, có sự quan được. Một con nào. Ui, bóp bi. Ok, mình sẽ bán, ok. Nice. Anh em thấy không, mình nói bóp bi đang công hiến lắm anh em ơi. Mặc dù không có bóp gì, cái tay mình gỡ nhưng mà mình ra liên tục như này. Muôn hồi lên được ba, lên được ba, ba sao luôn. Liên bóp bi này. Bóp bi ba sao nhìn cũng hơi nản anh em ơi, nhìn mắt trâu luôn. Ok, thấy chưa, bay nè, khỏi bắn luôn thấy không. Gấu cào cái gì mà gấu ơi. Gấu không có mana cào luôn nha. Gấu nè. Gấu chó này. Ok, mình nghĩ là mình bán cái nền năm ta. Vì nếu bây giờ cái nền thì cũng hơi khó để nâng lên. Nhưng mà nó ra hai con cái nền là một lúc. Mình có hơi than không nhờ, mình có hơi nuôi quá nhiều con không. Ui, ông kia đời ra mình 3 sao rồi, what the fuck. Ma hắc rồi. Nghĩ chơi đi. Ông kia thì blitz răng 3 sao, nó toàn nuôi tướng gì không à. Hôm nay thì 1, 2, 3 kiếm khách à. 3 kiếm khách rồi, do cái swan luôn, chắc con swan luôn. Anyway, anti đẹp em ơi. Anh tiên gì đã xấu rồi. Ok, Lucian lướt vào đó luôn, được. Bắn đi. Ui, thua kìa. What the fuck. Má con bà răng này nó quăng anh tiên thốn thế. Ây da, có bà răng nha. Có bà răng nha. Mình nghĩ là mình sẽ lấy con bà răng này. Tại vì ok, mình sẽ lấy bà răng nha. Tại vì giờ không có cái đồ lẻ nào để mình có thể lấy con này mà mình giờ mình ghép cả à. Ok, một con Baron nữa sẽ có Baron 2 và một con Ash nữa sẽ có Ash 3, một con Swan nữa sẽ có Swan 2. Ra đi mà Baron nè, mình nghĩ là mình sẽ bán cái nên nhờ. Ok, ui Enivea nè. Ok, cứ để đó vậy, cứ để đó vậy. Ui, Blitz răng 3 sao, còn thêm cái vuốt rồng nữa, ông kia thì Draven 3 sao. Mình có nên ép ông ta này ơi, mình có nên đầu hàng không? Để ông Draven 3 sao này top 1 mẹ đi chứ ai chơi nữa. Coi kìa. Đồ đậu đi mày sách vô kho luôn. Đại bác. Vô cực, thiết kiếm. Đậu mé. Ôi, nice, thấy chưa? Đúng rồi anh ơi. Đừng nha. Đóng băng đi. Bắn thường đi. Bắn nó đi. Đóng băng lại. Đúng rồi. Đúng rồi. Out game luôn. Mắc xui. Ok. Nhưng mà đã nói là con Enivea này nó gánh lực chưa. Ôi. Mình nói thiệt cơ anh em. May mà nhờ cái anti của Enivea nha, mình mới thắng được cái pha đó đó. Thôi là mình thua chắc luôn đó anh em. Tại vì Enivea nó chiêu nó là giảm hình như là mấy chục phần trăm tốc đánh lận. Nên con AD nào mà bị dính vô cái anti của Enivea là nghỉ chơi luôn. Thằng này nó xếp đội hình với mình nè. Có này. Mình sẽ cho nó kéo. Ok, để đi. Cho nó kéo con Ash cũng được. Chấp nó con Ash luôn. Chơi nó đi. Ok. Enivea anti quá đẹp, Ok, muốn sao, như nào. Bắn Lucian đó. Ui à. Lucian này ba đồ, ba sao nó bắn ác quá. Giải giới nữa, mẩy nó. Một Ashton đi mà. Come on, không ra luôn anh em ơi. Mình chỉ cần một con Ash, một con Enivea hoặc là một con Swan thôi. Nâng một con thôi cũng được. Ác thế nhờ. Nhưng mà nếu giờ mình muốn ra thì mình muốn nó ra con Enivea hơn anh em ơi. Tại vì mình búp đồ Enivea rồi, mình không có búp đồ cho Swan. Cái này có hiệp sĩ à. Ok, ngon luôn, cho ai chót luôn.
Bạn này có quyền trường là đại thiên sứ bình thường. Mình sẽ cho ai chót luôn nha. Kích được cái bút hiệp sĩ cho con Bobby này. Cuối cùng thì Bobby ở trong team mình thì nó đã, cũng đã có bút rồi em ơi. Bút hiệp sĩ này. Phải lần thiệt. NVA, ok ok, mình sẽ bán từ One nha. Ok. NVA 2 được. Không ra Astro rồi em ơi, xui quá. Một con Ash nữa là lên 3 rồi. Đậu đen mày lúc đầu có ra liên tục luôn, nhưng mà khi lên cuối trận thì lại không ra. Mình hiểu cảm giác này mà anh em. Mình hiểu cảm giác của anh em mà, có nhiều anh em nói với mình rồi. Mình hiểu mà. Mình cũng đang bị đây. Ok. Một là Blitz nó sẽ kéo Swan. Hai là Blitz nó sẽ kéo con người đá. Chỉ có một trong hai thôi, không có quyền lựa chọn khác đâu em ơi. Ok, Swan chào rồi đó. Bấm đi. Enemy anti, enemy anti hơi đẹp, hơi đẹp. Nói sợ. Giết Lucian kìa, giết Lucian kìa. Ok. Chết, ok luôn. GG tất cả trong nhà. Và hẹn gặp lại anh em vào video sau. Chắc rằng nhớ like và share ủng hộ mình nhé. Thank you.